Xin kính chào toàn thể các bác. Một video đặc biệt nói về sự lựa chọn của các bác khi các bác đã mua hàng của bên em. Thì hôm nay em sẽ nói và phân tích cho các bác rõ hơn về cái trải nghiệm thực tế mà em đã được đi nghe những hệ thống âm thanh tiền tỷ, cùng với đó là những cái hệ thống âm thanh tiền triệu, chục triệu. Thế thôi, chỉ là chục triệu đổ về. Để các bác cùng xem là cái chất lượng âm thanh của những cái hệ thống như thế này và như thế kia nó khác nhau thế nào. Hôm nay em sẽ nói hơi rõ một tí về cái vấn đề như này này. Các bác đi mua loa đừng quan trọng hình thức, các bác quan trọng là cái nhiệm vụ của nó nằm ở đoạn nào, nhiệm vụ chính xác nó như thế nào, để các bác biết và các bác lựa chọn cho nó chính xác, đúng vào cái nhu cầu của các bác cần sử dụng. Ví dụ như trên đây các bác đang xem đây, thì em có là T12, F18, A15, đấy, A20PS, AB15 và T24. Những cái mẫu sản phẩm mà hiện tại em đang có sẵn và trưng bày ở đây. Một số mẫu đang hết thì các bác chờ trong clip lần sau. Thì hôm nay em sẽ giải thích qua về những cái mẫu này, nó nhiệm vụ nó như nào. Trong đó là có hai cái mẫu như là T24 và T12. Thì nhiệm vụ của nó là nó khá là tầm trung trung nhá. Thì hôm nay em quay cho các bác xem, view hơi xấu, các bác thông cảm. Bây giờ em sẽ đi ra đằng sau nó. Đi ra đằng sau để cho các bác cùng xem này. Đấy. Ở đây là có T24 này, B15 này, A20PS, A15, F28 và đây là T12. Đấy, các bác nhá. Thì nhiệm vụ của những cái dòng này là lượt chúng ta sẽ đi đến cái đoạn là nhiệm vụ trong phân khúc và phạm vi xử lý là như này các bác nhá. Đầu tiên phạm vi xử lý là vừa và nhỏ. Nhỏ trước đi. Nhỏ nhất ở đây thì là nó sẽ là F18. Nhỏ nhưng mà nó lại thật sự không phải là nhỏ đâu, mà là củ loa công suất nhỏ. Công suất của nó nhỏ nhưng phạm vi góc mở của họng kèn nó thật sự là lớn nhất. Ở đây, gần như là lớn nhất đây. Nó chỉ thua mỗi con B15 một tí thôi các bác nhá. Cái đấy, F18 có góc mở trái phải là 90 độ nhân 60 độ họng kèn. Tức là một con loa này, các bác chỉ cần ví dụ một cái sân lớn như này, các bác chỉ cần một cái loa góc bên này, một cái loa góc bên này và subwoofer siêu trầm là các bác có thể đánh nguyên một ban nhạc chơi cà phê sân vườn rất là hay và cực kỳ hiệu quả. Đấy là F18 hoặc là F28 nó xử lý như thế. Nhưng nó chỉ xử lý trong khoảng là, tức là từ họng kèn kia kìa, từ cái điểm loa đến chỗ người nghe xa nhất khả kiến, và nó sẽ không bị hụt âm quá nhiều ý, là khoảng tầm 20 mét. Đấy, tức là một chiếc này các bác chơi có thể tầm 20 mét chiều đi xa nhé, chiều đi xa đổ về. Còn trái phải thì các bác cứ tính theo kiểu vòng cung là các bác sẽ hình dung được cái phạm vi xử lý của cái loa nó như thế nào. Đấy, các bác nhé. Tiếp theo nữa là có B15. B15 thì nó cũng chỉ xử lý tương tự nhưng mà góc mở của B15 nó sẽ thay đổi chút. Góc mở lên trên xuống dưới là chỉ có 10 độ lên trên, 10 độ xuống dưới. Góc mở trái phải là 120 độ, tức là 60 độ sang trái, 60 độ sang phải. Đấy, rất là rộng. Con này thì chỉ có 45 độ trái, 45 độ phải thôi các bác nhé. Đấy, con này thì nó sẽ mở rộng hơn. Tức là các bác có một cái sân khấu như này, đấy, các bác chỉ cần một điểm này, một điểm này. Đấy, nhưng mà nghe nó vẫn chưa được đầy đủ lắm đâu, nên là các bác sẽ quay cái loa chéo 45 độ vào giữa. Bên này cũng thấy chéo 45 độ. Còn loa này thì các bác chỉ cần chéo qua vào 15 đến 20 độ thôi, không cần nhiều. Nhưng con này thì phải chính xác như thế thì nó sẽ hay hơn và chi tiết hơn. Đấy. Và cái thùng này thì các bác mẫu B15 này các bác có thể đứng ở sau loa vẫn nghe được. Còn như là cái con này thì nó sẽ rất là kém. Tiếp theo nữa nhá. Ok. Tiếp theo nữa là A15. A15 thì được các bác đánh giá rất cao trong phân khúc loa tầm dưới 10 hoặc trên 10 triệu một chút, thì được các bác đánh giá rất là cao. Họng kèn của con A15 này là góc mở trái phải là 75 độ, nên trên xuống dưới là chỉ có vào 45 độ. Đấy, các bác nhé. Thì đây các bác đang xem đây. Tức là mở trái phải 75 độ thì các bác sẽ đi sang trái sang phải tổng cộng là hai bên là 75 độ, thì chúng ta sẽ vào là 37 độ rưỡi ở một bên. Đấy, sang trái 37 độ, sang phải 37 độ là vẫn nghe thấy tiếng tép đều và đầy đủ. Đấy, con này thì nó sử dụng cho không gian sự kiện tiệc cưới ngoài trời, bởi vì họng home acid của cái họng kèn nó sẽ lớn hơn. Ví dụ cái sân như các bác đang nhìn đây, các bác đang xem cái sân như chỗ em đang quay đây, nó khoảng như thế này. Đấy,
thì chỉ cần một chiếc này ở giữa và đặt cao tầm 2 mét, không cần nghiêng, là các bác có thể chơi được hết nguyên một cái sân này. Tại sao lại như thế? Bởi vì như F18, F28 và B15 là họng kèn chỉ lắp được cái loại côn củ loa có Homesis ở cái củ loa nhá, là 1 inch, và con này cửa ra là 1.4 inch các bác nhá, cửa ra là 1.4 inch, nó sẽ mở rộng hơn, tiếng nó sẽ nổi hơn, to hơn, rõ ràng hơn, và góc mở của nó bass cũng rộng hơn. Còn như con này và con này thì nó sẽ là tầm trung sân vừa. Như một cái sân này thì các bác chỉ cần một cái ở giữa là các bác có thể chơi được hết, còn sân nó to gấp đôi thì các bác mới cần 2 cái 2 bên. Đấy. Đấy, các bác nhá, thì đó là A15. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đến vào cái dòng T24 và T12, thì em sẽ quay trước các bác là T12. T12 này thì nó sẽ bị hụt và kém về cái dải non, tức là tần số trung trầm và thấp. Thì con này bên em đang có đi cùng với tức là combo của nó sẽ gần như đi theo bộ của nó, là sẽ có một chiếc T12, một chiếc TH112XN và một chiếc súp TH118XN, sẽ thành combo bộ 3 dao bố kéo kiểu ấy. Nó sẽ có một con subwoofer TH118XN đậu dưới hoặc SC18 đậu dưới, tiếp theo là sẽ đến là TH112XN và đến cái dòng T24 này ở trên cùng. Nó sẽ đảm nhiệm là mid top, tức là mid 2 giải cao. Còn con 112XN, TH112XN nó sẽ đảm nhiệm giải mid non, và con TH118XN hoặc SC118XN nó sẽ đảm nhiệm cái giải subwoofer, tức là tần số siêu trầm. Thì các bác có thể chơi một chiếc này với cấu hình em vừa kể như thế. Các bác có thể đặt ở giữa sân khấu này, đấy, một súp, một mid non và một con T12 này, các bác đánh nguyên một cái bàn nhạc lớn, đấy. Hoặc là thậm chí các bác nhân đôi lên, nhưng mà súp là sẽ để ở giữa, hai quả mid non sẽ để hai hướng hai bên, hai quả này nó sẽ để lên trên nóc của hai quả mid non ấy. Thì lát nữa em sẽ nhờ anh em bê một chiếc 112XN ra để các bác cùng xem và mô phỏng nhá. Đấy. Và đến tiếp theo là dòng T24. Thay vì em sẽ tả về họng kèn con này thì em không tả, vì em sẽ tả về họng kèn con T24 này luôn. Họng kèn T24 là góc mở trái phải 60 độ, nên trên xương dưới là 40 độ. Đấy, các bác có thể xoay họng kèn để ôm sát góc thì nó sẽ được góc mở rộng hơn, lớn hơn. Đấy. Còn như cái dòng A15 này thì các bác nếu mà ôm sát góc là không ôm được, nó chỉ đánh solo hoặc là kết hợp hai chiếc, nhưng mà khoảng cách như em đã hướng dẫn ở trong một cái video đặc biệt ấy, thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, con này cũng thế. Đấy. Con này thì nó sẽ đảm nhiệm, ví dụ các bác có một cái sân như thế này thì gần như cái T12, T24 này nó hoạt động được có 30-40% là đủ nghe. Đấy, còn các bác chơi lớn hơn nữa thì hơi quá đà. Thực tế thì A15 nó vào sân này thì nó sẽ hoạt động được 50%, B15 75%, F18 80-90%. Đấy là mức độ phù hợp và công suất, chương trình công suất xử lý liên tục có thể đạt được để đủ nghe cho các bác, nó là như thế. Đấy, các bác nhá, như cái này thì nó chỉ có được 30% thôi. Con này là cũng phải 40-50%, con này chỉ có 30%. Kết hợp với subwoofer nó siêu trầm. Ví dụ như là con này thì nó sẽ đi cùng với một số dòng súp đặc biệt như sau. Thay vì các bác chơi theo kiểu 3-way thì em khuyên dùng là các bác chơi theo kiểu 2-way, bởi vì con này nó hai khoang lắp bass và cộng hưởng được 100 Hz. Thì các bác chỉ cần một chiếc B và C 218SH, tức là siêu trầm số kép, nhưng cái trước em có giới thiệu ấy, thì nó sẽ đi cùng con này rất hợp luôn, cực kỳ hợp luôn. Một súp đặt giữa và hai loa Homelander đặt hai bên, ở độ nghiêng vào là 15-18 độ, thì con này nó sẽ xử lý rất là tốt cho các bác chơi không gian như thế. Và đến cuối cùng, ở đây là anh bạn cuối cùng, con này thì không dùng ở sân này được. Con này thì phải hai cái nhá, hai cái hai góc thì nó sẽ được góc vụ tốt hơn. Còn riêng cái A20PS này thì nó không thể nào xử lý trong cái sân như các bác đang nghe này, không thể nào. Nó phải cần bốn chiếc này mới đủ nghe. Tức là một chiếc quay gần giữa, một chiếc quay giữa, bên này nữa một chiếc quay giữa, một chiếc quay gần giữa. Đấy. Hoặc là hai chiếc đặt ở giữa, chĩa sang hai bên thì là nó mới đủ để phủ cho cái sân khấu như các bác đang đứng và các bác đang xem qua điện thoại em đang quay đây. Nó khoảng từ đây đến đây, nó là như thế. Thì con này nó không xử lý được em ấy, nó chỉ có nhiệm vụ là phóng xa. Đấy. Thì đây là một video khoe và giới thiệu cho toàn thể các bác. Và nếu như các bác vẫn muốn sử dụng như thế thì con A20PS này nó
đi cùng với một dòng súp phải gọi là rất là đặc biệt. Nhưng chắc có khi đến sát Tết hoặc cuối năm thì em mới cho ra series súp siêu khủng như thế. Thì con súp đó thì nó mới đi cùng với con này được. Và nếu như các bác mà muốn chơi theo kiểu bao quay, cho con này là mid top, tức là min 2 để đánh giải trung tâm tầm cao và siêu tép, thì các bác cần phải có nhá, là TH115 hoặc TH118 hoặc là SC18 để xử lý làm ở mid non, tần số trung trầm từ khoảng tầm 80Hz đến 160Hz, khoảng 200Hz thì nó mới ăn được con này. Đấy. Và đi cùng với súp đó thì em xin phép được đọc qua cái mã là BC218. Con ý thì thuộc dạng là súp module, con ý khủng nhất ở đây. Nhưng mà hiện tại thì em chưa cho ra thị trường, bởi vì đang trong quá trình nghiên cứu và lựa chọn, khả năng là nó sẽ được làm theo kiểu module thôi. Thay vì là một chiếc súp hoàn chỉnh thì nó sẽ thành theo kiểu là module. Ok các bác nhé, để con ý mới đi cùng con này được. Và đến bây giờ thì em xin mời các bác cùng đi theo em xem con T12 đi cùng với mid non thì nó sẽ như thế nào các bác nhé. Thì đây các bác đang xem đây là TH112XN đi cùng với T24 thì nó sẽ như thế này. Đấy. Thì cái con TH112XN này em thì em sản xuất ra ấy, em chỉ mong muốn nó vào cái nhiệm vụ là giúp trong gia đình thì ok, còn nếu như ra ngoài trời thì nó chỉ nhiệm vụ là mid non thì nó sẽ phù hợp với một số dòng loa như các bác đang xem đây. Đó là TH112XN và T12. TH112XN thực tế nó có thể đi theo combo như thế này nhá. TH112XN nó sẽ đi cùng với F18, S2, F28, T24 hoặc T12 và B15 thì nó sẽ chống đỡ và như là làm cái nhiệm vụ cái giải tầm trung âm trầm, trung trầm, tức là từ 80Hz đến 200 hoặc 250Hz thì nó sẽ đầy đủ hơn. Thì em nói thật như này, cái định nghĩa về loa Naray ở Việt Nam thì còn khá là mới mẻ với một số các bác chưa biết, còn như bên em trải nghiệm rồi, bên em không ưu tiên về Naray nắp ráp, phải nói thẳng là không ưu tiên về Naray nắp ráp tại Việt Nam. Tức là mua họng kèn về, mua củ bát, củ kèn các cái về nắp lên thì em không đánh giá cao, thậm chí em còn chê thẳng thừng luôn, bởi vì cái mức độ chính xác của nó và cái độ theo kiểu như là thông số của châu Âu ấy, thì nó bị lệch rất nhiều. Nếu như so với Trung Quốc thì nó lệch tận một nửa rồi. Tức là một con Naray Trung Quốc hay một bộ Naray của Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam hàng rẻ thôi, nó đã hay hơn cái hàng lắp ráp tại Việt Nam mà đắt tiền hơn. Thật sự phải nói là thế. Đấy, thì em không đánh giá cao về Naray, em chỉ đánh giá cao về các dòng loa gọi là loa hỗ trợ, loa Homelander, loa quay suộc, hoặc là loa kiểu dạng hỏa tiễn hoặc loa full ram. Nó sẽ như thế này thì nó sẽ phù hợp hơn khá là nhiều so với các bác yêu thích và sử dụng hệ thống nào đây. Thì đây một video đặc biệt nhá, em chia sẻ với các bác nhá. Đấy. Thì hiện tại các dòng TH thì em có 112XN nhiệm vụ làm súp ở trong gia đình hoặc là làm mid non ở ngoài trời. Đấy. Và súp đơn nữa thì em có các cái dòng sắp ra mắt như là SC118XN, tức là viết theo kiểu scope, con ý là súp mặt. Súp mặt các bác nhá, súp mặt. Nhưng đánh nó chả kém gì một cái súp kép đâu. Và TH118XN, một con súp đơn nhưng mà không phải súp mặt, nó kiểu là nửa mặt nửa hầm ấy. Tức là thay vì nó giống như con TH115XN và TH112XN, bát của nó sẽ nắp ở kia, nó sử dụng cái khoang trước của màng bát cộng hưởng với khối lượng trong thùng. Và cái khoang sau của màng bát thì nó cộng hưởng với khối lượng khoang hở của cái mặt thùng để bổ sung những cái giải tần số từ 120 đến 250 hoặc 280Hz thì nó sẽ làm được cái nhiệm vụ như thế. Thì đây, hôm nay em quay giới thiệu qua này. Với các bác nào mà làm chương trình vừa và nhỏ, không biết là phải cần những cái gì bổ sung như thế nào thì alo trực tiếp cho em sẽ setup và hướng dẫn cho các bác làm một cách nó hiệu quả nhất, chính xác nhất và hay nhất có thể trong tiền các bác bỏ ra như nào đấy. Thì đây em cũng nói luôn nhé, cái con TH112XN này nó nhiệm vụ thật sự ấy, nếu mà để đúng ra ấy, nó chỉ làm loa gọi là súp, nhưng thực tế thì nó sẽ là một con mid non, nó hiệu quả hơn là làm súp. Bởi vì làm mid non ấy, nó khai thác được tối đa, còn làm súp thì nó chỉ khai thác được có 40% thôi, 40-50%. Đấy là ý kiến khách quan của em. Đấy.
trong clip lần sau em sẽ review 112XN nhé. Hôm nay em sẽ quay qua cho các bác là nhiệm vụ của những cái hệ thống loa, những sản phẩm do bên em nghiên cứu, nó nhiệm vụ nó như thế nào, nhiệm vụ của nó như thế nào, và những cái gì các bác cảm thấy ưng ý và hay, và các bác cần những cái gì để phù hợp với nhu cầu của các bác đi nào chương trình sự kiện tiệc cưới, cà phê sân vườn, hát cho nhau nghe đấy, hoặc là karaoke giải trí theo kiểu như là cho thuê chương trình ấy, thì liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ phân tích và nói rõ nhất cho các bác để các bác cùng hiểu thêm về cái cấu trúc, cấu tạo của sản phẩm do bên em nghiên cứu và bên em phát triển. Nó khác hoàn toàn với trên thị trường đang có. Và tự tin luôn luôn các bác là cái trình độ như của em cũng chả ngán gì bất cứ anh em gọi là thanh gióng nào trên thị trường Việt Nam cả. Chả ngán gì luôn. Thậm chí là có thể ngang cơ, cũng có thể là vượt hơn. Nhưng làm cái gì thì làm cũng phải biết trước biết sau. Đấy các bác nhá, làm cái gì thì làm phải biết trước biết sau. Mình không nên học theo cái hư của người khác hay cái xấu của người khác. Như bên em thì nói thẳng ra là T24 và T12 sắp tới là khai tử không làm nữa, chuyển sang nhiệm vụ khác. Nó sẽ hiệu quả hơn. Chuyển sang là tức là khuôn thùng, nếu như em thương lượng lại với bên làm lưới vẫn đạt được lưới thì sẽ cố gắng làm tiếp. Còn không đạt được lưới thì em khai tử luôn mẫu, bỏ luôn mẫu, bỏ luôn mã sản phẩm để sang một cái mã khác hoàn toàn. Nói luôn thế. Bây giờ vẫn cố thương lượng rồi, bởi vì đạt ít quá người ta không nhận. Bây giờ người ta bắt là 100 đôi, mà 100 đôi là 200 cái lưới. Mà 200 cái lưới, hai cái mã sản phẩm này là cũng phải úi rồi ôi 30-40 triệu tiền lưới rồi. Và trong khi đó là doanh số của em các cái hàng T24 này bán chậm, em không làm được gì. Em sẽ thay đổi để sang cái sản phẩm khác, thay vì những cái mẫu quá quen thuộc rồi. Rất là quen thuộc rồi, em chuyển sang những mẫu nó hơi khác một tí, hơi nặng một tí, nhưng nó vẫn đảm được cái nhiệm vụ là trình diễn ngoài trời, mà không gian nó rộng, nó hẹp như nào. Các bác chỉ cần alo và nói anh cần không gian này, em sẽ tư vấn cho các bác một trong những hệ thống em đang có sẵn ở đây. Ok, video đến đây là kết thúc. Xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Mọi ý kiến thắc mắc thì cũng như ý kiến đóng góp, các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhé. Xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.